just want a bag, like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, well, I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I fuck my makeup. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings to shorty. I know what you after. Okay, yeah. Thì hello, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây vẫn là con Lamborghini SVG một lần nữa. Đây, có hai khách hàng của chúng ta, hai người. Chào các bạn nha. Quý vị chào các bạn chưa? Đây là hai vị đối tác của chúng tôi các bạn nhé. Đến từ hàng xóm Indonesia. Hai bạn này là cũng rất là thích nhé, bọn mình ấy. Thích bọn mình chế xe mà. Hai em đến đây từ nào ạ? Đến từ sáng rồi. Sáng rồi, chắc tối em chưa về. Em đến đây từ sáng rồi. Các em mới bảo là em muốn về lắm nhưng mà cứ nhìn con xe em phê lắm anh ạ. Cơ này, cái quả động cơ hôm trước mà mình để bọn này được, mình giới thiệu cho anh em biết này. Hôm nay là mình đang lắp đặt vào anh em nhé. Quả động cơ này nó rất là khó khăn ở trong cái công đoạn mà côn anh em nhé. Tại vì 150cc mà nó dùng côn anh em nhé. Nó hơi bị cầu kỳ anh nhỉ, mình nhỉ. Mình cái này chỉ cần ga với côn đấy anh em ạ. Cầm cầu á, mình thích mỗi Lamborghini à. Ôi giời, fan cứng của Lamborghini anh em nhé. Đấy, bọn mình sắm một cái loạt đèn này đây. Ôi mấy quả đèn gì đâu đúng? Hả? Đèn pha đâu? Đèn pha tròn ở giữa đâu? Đèn pha mai về. Mai về à? Thì đây là mấy cái dây đèn này, dây đèn dẻo anh em ạ. Sao tao bảo mua cái dây đèn cứng mà? Mua cái dây đèn này cho nó in, nó bền. Đây anh em ạ. Thì đây là cái dây này mình sẽ làm cuốn hình chữ Y nhá. Cuốn hình chữ Y để cái đoạn mắt này. Đúng không? Test thử đây. Đây lấy bình ra test thử cho anh em coi này. Đèn này mua 50.000 một dây. Mắt mình ướm ướm thử vào cái đoạn khó khóc này cho em coi đó 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 đó. Em tính là cái này tầm bao nhiêu thì hơi rẻ. 30.000 50.000 hơi đắt, hơi mắc. Em tính tầm 30.000. Nhà em này không những là nhà chơi xe thành điệu này, còn có đầu óc kinh doanh anh em. Rồi ok đấy. Khá không thuyết nhỉ, ban hàng khá rồi. Ban đêm chắc là không có nước nhỉ. Các test thử hết cả dây xem nó ok không? Sáng như xóm nhỉ? Mình thấy sáng như xóm không? Kể đấy. Có anh em nào ý định mua lại con Lambo của anh đi tán gái không? Thằng nào đấy có người yêu rồi? Ui, thật không? Đấy màu trắng em có phủ nhận không? Bây giờ không nói là có người yêu thật rồi, trời ơi. Biết ha hả? Ok, anh sẽ làm clip này để gửi tới bạn đấy nhé. Vâng, thưa bạn Việt Hà, chúng tôi đã xác nhận được người yêu ai? Sáng hay đâu? Sáng hết. Người yêu bạn này là bạn Hồng Ngọc thì... Hồng Ngọc nữa, chết Hồng rồi Ngọc. Ở đây có hai cái thằng bọn anh là bọn ngót nghét 30 rồi anh em nhá. Mà ở đây có... Anh thanh niên năm nay. Và các em nói như thế là con tim vỡ tan. Ok anh em ạ. Sáng vãi trường. Đéo kẹo anh. Cái dây này sẽ làm cái mắt chữ Y nữa anh em nhé. Mắt chữ Y đấy nhỉ. Chữ Y à, chữ Y.
mà thử ướm mà ướm mà thì mấy anh em mình sẽ đấu thử cái đoạn là bọn mình đang định áp dụng làm cái quả đèn chữ Y cho mấy anh em ạ. Đấy thì mấy cái siêu bọn mình mới chiêu mộ được thì đang hỗ trợ mới tạo về. Đấy nó như vậy. Cái buổi sáng chưa ngủ ấy nhỉ? Thì nhưng mà sáng rồi chưa nhỉ? Cái đèn ban đêm này xong rồi cái pha giữa nó nhỉ? Đèn hả? Cái đèn pha ở góc nào đó để cho nó pha được đi đường đi ấy. Pha này sao nhỉ? Ừ, chỗ nào đó không còn biết nhưng mà không biết là để đường đi được á. Ngủ không nhỉ? Đi ban ngày luôn nhé. Có khả năng bọn mình độ trong quả máy này ngon lành là có khả năng làm hết chạy hết đoạn đường gầm nhỉ? Được rồi em ạ. Ơi. Củ này, đây củ bằng nhựa composite. Củ bằng nhựa đấy. Được, bên trong anh làm giấy mà, em có theo dõi video không? Có à. Khung sắt đấy. Anh làm bằng khung sắt xong đó anh sẽ làm một cái lớp bể cốt tông nhé. Đây mấy em này rất là kiểu cũng đam mê kiểu ham học hỏi anh em ạ. Rất là thích xe cộ. Ôi gì ông này cho đấy trong đen này chị đấy. Anh cho mấy ông cái kính nhỉ. Được đấy. Ê, cho cái mận quả mũ này của em như này trông nó giống giống với anh ấy chủ tịch tập đoàn đấy. Chị đấy. Nhìn đẹp trai nhỉ. Đẹp trai hai ông vào chưa nào. Ừ, ông này đắt hết lắm em ạ. Cái ông này ông chỉ trông bấy thì mà đắt hết lắm. Ồ mà hai ông này bảo có người yêu cả rồi anh ạ. Thì anh em nhé, thì một vài ngày trước là mình sẽ đem ra đường test thử. Khi mình mắc lòng cho nó mình chơi mình sẽ test thử. Nhưng mà mình đề ba thì mình thấy nó rất là khỏe. Thế thì anh em ạ, bấm nữa mình sẽ lắp cho nó thêm một cái đèn vào cái hốc này nhé. Lắp thêm cái đèn vào cái hốc này anh em ạ. Cái quả gầm này anh em nhìn thấy ngầu không? Mình thấy được. Có hả? Như cái video trước của bọn mình là đang nổ nó một cái quả động cơ 150cc của con máy nhá anh em nhá. Thì hiện tại là bọn mình vẫn chưa có một cái video nào để mà ra đường test thử đấy. Thì bữa nào mà ok hết mọi thứ là ổn áp tất cả lại chi tiết để đủ hoạt động được thì bọn mình sẽ cố gắng là ra đường cho anh em coi. Mà hiện tại là bọn mình nhìn thấy là cái khả năng hoạt động của nó rất ổn hơn cái con máy kia rất là nhiều anh em. Nâng cấp xong nha. Lấy cái phần cả đèn hậu anh em ạ. Đèn hậu cho nó nha. Nắng quá anh em ạ. Chỗ mình nắng có mấy mai che bạt. Bật cửa đằng này anh em ạ. Nó dùng sửa cái động cơ này anh em ạ. Đây là két nước. Cái két nước để làm mát động cơ anh em ạ. Đây cái bình đỏ. Két nước làm mát động cơ anh em. Mấy anh em mình sẽ tập hợp gọi là cùng nhau phát triển con Lamborghini này hoàn thiện hơn, ổn định hơn và sau đó là đem nó ra đường thử nghiệm trải nghiệm cho anh em coi. Sau đó thực hiện nhé siêu phẩm tiếp theo anh em nhá. Siêu phẩm tiếp theo Bugatti chơi luôn. Thì hôm anh nay anh em mình mãi làm quá, gọi là bên trong làm quá dây điện dây đó bên trong thôi. Anh em mình không quay được cái video cận cảnh hoặc là tại vì nó kiểu nó rối rắm quá. Rất là nhiều dây điện dây đó nên là bọn mình không quay những cảnh nối lên hết. Thì mất một ngày hôm nay nối. Và tiện thể bọn mình quay lại cái video này để giới thiệu anh em là bọn mình đã quay trở lại anh em nhá. Sau một tuần vắng bóng anh em nhá. Bóng ngoài đó, nhà vụt qua đây đây. Lại dính bản quyền thì lại vấp mồm anh em ạ. Cái này lại nó chết thì thôi. Chết lại đấm cho không chưa khá nào. Thì anh em nhé, cái này tối rồi, bọn mình hôm nay quay cái vlog này đấy. Chủ yếu là thông báo với anh em là một thời gian tới là bọn mình sẽ quay trở lại và lội lại hơn ngày xưa. Cố gắng sản xuất nhiều video hấp dẫn hơn, nhiều chiếc xe good hơn, ok hơn anh em nhé. Lamborghini thành công thực hiện bằng những con Lamborghini và Ducati. Phiên bản, yeah. Phiên bản, ít tiền. Thì anh em ạ. Mình gọi là lô xác. Nói vậy thôi anh em ạ. Màu xanh của mình đã từng gọi là sơn nó lên rồi. Anh em rất là ủng hộ rồi. Bọn mình chỉ là gọi là xin tham khảo ý kiến thôi anh em. Nếu mà ok bọn mình sẽ sơn nó màu khác cho nó gọi là đổi mới tí nhá. Cho nó mùa hè năng động chút xíu này. Cho nó thay đổi một tí. Nhưng mà mình rất là thích cái màu hồng nha mọi người. Nhưng mà mình không phủ nhận cái sự đóng góp của cái màu xanh với con Lamborghini của mình đợt này.
nó đã đem lại cho mình hiện tại thời điểm hiện tại là 2 video cắn mốc 1 triệu view anh em ạ. Rất là chất luôn. Chất phết đấy anh em ạ. Chất phết ạ. Ô tối rồi đúng rồi, ra ngoài test thử cho anh em mấy quả ống điện đi xem nào. Cơ nay ban ngày buổi sáng ấy, test nó không ok, thử điện rồi. Cơ nãy buổi ban ngày ấy, có test thử rồi nhưng mà nó chưa phê, chưa có độ sáng mấy nhiệt. Sáng nhưng mà ban ngày nó cũng sáng, mà ban đêm thì sáng thì cũng luôn. Đây mới là test ban đêm này. Mới biết làm sao, bọn mình ra ngoài cái đoạn mà mình thăm quay đấy, cái đoạn đường rộng rộng á, quay cho anh em quay cái cảnh đi ban đêm xem nha. Cho nó chất luôn, bởi vì cái đoạn đường ấy nó sẽ rất là vắng người anh em ạ. Nên là mình tông một cột điện chỉ có ảnh hưởng đến mình thôi anh em ạ. Đúng rồi, không ảnh hưởng đến người khác. Trong một cột điện là mình nguy cơ mình sẽ phải gọi thêm một cái vài đoàn vũ công đến từ nước ngoài với điệu nhảy rất là quen thuộc và rất là hot hiện nay anh em nhé. Điệu nhảy cây ngòm. Thì và như thế là mình sẽ phải tạm dừng cái sự nghiệp chế tác Lamborghini Aventador SDG. Nhưng mà nó như thế này phải không? Mà hơi sáng nhỉ, không phải có cái đèn pha đấy nó mới áp được đi phải không? Ừ, có đèn pha bên trên nó mới tạo ra cái gì được. Đấy, chất cho mọi người, chất phê đấy. Còn sáng quá. Sáng quá sao nhỉ? Không nhìn thấy à? Không ạ, mình đấy là mình chưa có cái đèn bên trong. Kìa. Ôi, úp cái cửa vậy mà. Nhưng mà cơ bản nó sẽ là cái chữ Y ở đấy phải không? Rồi nó sẽ là như thế này. Được đấy, ngồi, bỏ ra ngoài. Ổn đấy. Sáng vãi trường. Mày đặt mấy cái đèn ở dưới gầm nhá. Đặt nó vào gầm này cho nó hất gầm lên nhá. Đây mình sẽ gọi là test thử thôi chứ chưa phải là lắp đâu anh em nhé. Video này của mình chỉ làm của mình để giao lưu với tất cả những bạn yêu quý của mình từ trước đến nay thế thôi. Thế thôi. Còn đâu video này mình khẳng định là mình sẽ cảm thấy không có sự đầu tư là nhiều, chỉ là video vlog nói chuyện với những người yêu quý của mình. Rồi thì xin những cái ý kiến đóng góp của các anh em xem như thế nào ổn định nhất, làm quả đèn như thế này ok chưa hay là chưa ok, có thể tham khảo cho mình ở dưới phần comment để mình có thể biết rồi mình khắc phục và sửa chữa anh em nhé. Rồi có những ý kiến gì thì mọi người cứ comment mạnh mẽ bên dưới đấy phải không? Thì lỡ mà mình không quay cái video mà buổi tối như này anh em ạ, buổi tối ở quê mình mà hôm nay vẫn nghe tiếng ve kêu. Và mình nghĩ chỉ khoảng độ 2 năm nữa thôi ở khu vực mình này nó sẽ không còn tiếng ve kêu nữa, tại vì nó sẽ như kiểu lên thành phố mà như thế tuổi thơ nó sẽ rất là không ok cho lắm. Hết phần dữ dội. Vậy thôi, vấn đề cái này không phải là bàn về tuổi thơ anh em ạ. Vấn đề cái này là hoàn thiện con Lamborghini SVG mọi người. Thì trong tuần tới bọn mình sẽ cố gắng mà khắc phục các hệ thống nâng cấp đèn đóm các thứ gọi là ok nhất có thể anh em nhé. Khắc phục hoàn thiện nó để tiến tới những sản phẩm tiếp theo và còn bây giờ thì bọn mình xin được hết kết thúc video ở đây và vào cắm nồi cơm điện cho mẹ bố mẹ tí bộ về về ăn. Tối rồi mọi người. Ok bye bye anh em. Giờ thì mình xin được kết thúc video tại đây mọi người. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Anh em nhớ comment, like, chia sẻ, subscribe để ủng hộ mình nhé. Nhớ là phải comment đi nha. Bye bye. Bye bye. Tà răng. Cảm ơn mọi người nhé. Thank you watching the video. Nói tiếng Anh kiểu vậy người ta đấm vào mồm. Tôi đùa thôi các bạn ạ.